À, chào các bạn, đây là cái mâm mâm với bảng phát điện của cái con Honda nha. Cái này anh khách quen á, cái anh bên bán á, ảnh bao sóng nha, bao ra điện. Và điện đã lên 200 rồi nha, bao ra sóng, bao ra điện đã lên 200 của Honda. Thì nó gồm một mâm lửa các bạn, với một cái này gọi là cái gì ta, GVA nha, GVA điều chỉnh điện áp tự động. Ok, thì anh khách bên bãi á, anh này bên chỗ này chỗ quen nha, báo mình là bao sóng, bao ra điện nha. Thì con này dự kiến mình cái cục này nè, dự kiến mình sẽ lắp với cái động cơ sạc vô cho nó chạy nha, cho nó chạy. Thì ở bên bãi á, ở zin của nó đó bạn, zin của nó là nó chạy động cơ xăng nha, động cơ xăng kiểu như vậy đó nha, này zin nha. Nhưng mà mình muốn lấy một bộ về mình nghiên cứu. Thật ra ngày xưa cũng mua một cái về để mở, để lấy cái bộ này nè đó, nhưng mà cuối cùng không có mở được cho nên mình bán rẻ lại. Lần này thì sẵn anh mở cái máy xăng nó hư, anh mở thì mình mua. Ok, cái này thì để cái thời gian nha. Cốt này cốt côn nè, cốt côn mình sẽ nhờ bên thằng em á, nó gia công cái cốt côn này lắp vô, làm để nghiên cứu các bạn nha, để mình tìm hiểu thêm, từ đó mình ứng dụng ngược qua cái động cơ sạc vô này nha, để mình xem coi. Cái này là bao xài nha, bao ra điện. Ok, cái này để mình làm xong mà nó chạy ra điện á, mình chia sẻ cho các bạn. Có một số người các bạn họ thay cái RVA, cái mà kiểu mới nhỏ nhỏ á, thay cái loại đó, họ nói chạy cũng ngon lắm nha. Để thử coi sao, thay qua thay lại. Cái mâm này thì rất cũng không khó ha, mâm này thì đơn giản.